ngay bên cửa hàng nhà em sẽ lên sóng giới thiệu và test chất âm cho các bác tham khảo một dòng loa sời bát 30 từ neo của Tubo Solix các bác nhé, hàng chính hãng. Quá là chất luôn các bác ạ. Một siêu phẩm mới về bên cửa hàng nhà em. Mẫu này là bên cửa hàng nhà em mới cập bến nên là làm video luôn để giới thiệu đến các bác cho nó nóng hổi. Em xin cánh tay của các bác sự kiện và bác nào mà dùng gia đình mà dùng dòng này mà muốn chất lượng mà độc lạ luôn thì chơi mẫu này cho em. Một cái mẫu mới của Tubo em mới cập bến các bác nhé. Nóng hổi luôn đây các bác nhé, hàng chính hãng của công ty nguyên vỏ hộp này. Các bác nhìn này, đây là em cắt vừa cắt nguyên đai nguyên kiện ra nhé. Hàng chất lượng nên là cứ phải giới thiệu chi tiết đầy đủ cho các bác đấy. Tubo Solix một cái hãng loa rất nổi tiếng bên Trung Quốc này. Và các model của Tubo Solix thì quá là đỉnh luôn, không còn gì để bàn, không còn gì để nói. Các bác cứ về các model của Tubo Solix thì em đang làm đủ các model các bác nhé. Đấy, đây sản phẩm các bác nhìn thấy đây, là em vừa bóc hộp ra nó sẽ như thế này các bác nhé. Khi các bác mua thì sản phẩm sẽ như video em giới thiệu. Đây, cái mẫu của nó đây này, con này là đây em giới thiệu mặt trước nhá. Con này đường kính của nó là loa bát 30 này, các bác nhìn thấy xịn chưa? Gân vải 3 gân, màng đen và nón đen, màng đen và nón đen. Con này của nó là màng chống nước các bác nhé. Chất lượng màng gõ vào chắc đình địch luôn. Cái này là cho các bác nào đánh sự kiện, đánh đi làm xô thì ổn định luôn các bác nhé. Hay luôn. Con này nhện của nó đen xì các bác này. Đấy. Nhện đen xì các bác nhé. Côn 76. Đánh vòng quanh keo sữa quanh cổ côn. Con này cọc chạm đây và dây điện của nó được bọc từ ngoài vào trong nhé. Cái nhện của nó màu đen này. Đấy, dây điện bọc từ ngoài vào trong. Đây các bác nhé. Và đây là phần mặt sau của nó, các bác nhìn này. Nhìn nó chất chưa? Các bác nhìn thấy một con loa nào nó đẹp như thế này chưa? Em là cái người đi tiên phong các bác nhé. Giới thiệu đầu tiên cái mẫu này luôn. Xương của nó các bác nhé. Xương của nó đây các bác nhé. Xương của nó là xương bản xương chính hãng của Tubo. Xương của nó độc nhỉ các bác nhỉ. Quá là chất luôn. Đấy. Hàng chính hãng, con này có model là LD9812 này, Tubo Solix. 2, 4, 6, 8, 10 cái lỗ tản nhiệt các bác nhé. Và các bác nhìn cái phần khối neo của nó này. Đấy, khối neo của nó sẽ như thế này này. Đấy, mạ vàng này. Qua đỉnh. Các bác mà dùng gia đình, các bác chơi lắp cái củ bát này lên thùng thì phải gọi là VIP nhất thôn các bác nhé. Và em sẽ cho các bác thông số kỹ thuật nhé. Đấy, em phải quay chi tiết để cho các bác ngắm nghía đi, cho nó đã cái con mắt. Thông số kỹ thuật ở hãng mà em đọc ở trên web website của hãng Tubo ấy, thì con này thì trở kháng 8 ohm các bác này. Công suất của nó là rơi vào 500W trên một cái. Độ nhạy của nó 98 dB và giải tần của nó rơi vào 59 đến 3600 Hz các bác nhé. Cân nặng của nó rơi vào 5,4 một củ một cái. Bác nào muốn thông số đầy đủ thì có thể kết bạn qua Zalo để em gửi cái đường link của sản phẩm này trên web của chính hãng cho các bác xem. Quay trở lại nha, em sẽ test cho các bác một đoạn nhạc ngắn để cho các bác xem. Tiếng sáng. Dòng này cho các bác đi chơi xô sự kiện thì gọi là nhức người luôn các bác nhé. Hay nhức cái lách luôn. Sướng cái lỗ tai luôn. Thank you.
ngắm đi. Màng của nó ở dưới là màng hơi sần, các bác màng sần, màng hơi sần. Các bác cứ ngắm đi, ngắm cho đã đi. Thôi nhá, video này em sẽ test một đoạn nhạc ngắn thôi, test mộc thôi. Còn video phần 2 em sẽ dựng cái mẫu này lên thùng. Bác nào em có thể dựng vào thùng Array chẳng hạn, hoặc thùng full đơn 30 dùng gia đình chẳng hạn. Bác nào muốn theo dõi phần 2 ấn đăng ký kênh. Em sẽ lên một cái video phần 2 nữa. Con này thì tiền nào thì của đó các bác nhé, tiền nào thì hàng đó. Các bác mà nói chung là nó cũng không giá, nó cũng không ấy, không cao lắm. Mà các bác được xài hàng turbo luôn nhé. Xài dòng này thì các bác yên tâm về mà dùng luôn. Đấy, em là cái người đầu tiên em lên sóng em giới thiệu video cái mẫu này. Các model của turbo thì em làm đủ các bác nhé. Các bác thợ nào mà lấy số lượng thì giá rất rẻ, 2 đôi, 3 đôi, 5 đôi giá rất rẻ thì liên hệ trực tiếp cho em, điện trực tiếp cho em. Đấy, mua hàng thì các bác điện cho em vào số điện thoại 5815 và 715. 5815 và 712. Điện trực tiếp hoặc các bạn có thể kết bạn nhắn tin qua Zalo cho em nhé để em báo giá. Nhà em có ship toàn quốc các bác nhé, em bổ sung thêm này. Một cái chi tiết rất là quan trọng. Con này côn 76 các bác nhé, nhưng mà của nó là côn lớp trong lớp ngoài các bác nhé. Côn lớp trong lớp ngoài. Đấy, cần thêm thông tin về sản phẩm thì các bác có thể nhắn tin qua Zalo để em gửi thêm thông số. Ở trên web của nó thông số của kỹ thuật của nó rất là dài. Qua Zalo để em gửi đường link các bác nhé. Thôi nha, em xin dừng video nhé. Hẹn gặp lại các bác ở video phần 2 nhé. Bác nào mà thấy video mà hay, các bác nhớ ấn like, ấn chia sẻ và ấn đăng ký kênh để ủng hộ nhà em nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều đã theo dõi video này.